Em có bạn trai chưa? Chưa. Gu em sao? Gu em ai? Anh hả? Gu em là anh hả? Có tiêu chuẩn nhưng mà gặp là thích thôi, chưa có gặp được người thích anh ơi. À, thường là thích cái gì của người ta? Hiền lành. Em là trí tuệ. Hiền lành. Hiền thì anh Đức là số 1. Anh Đức là hiền nhất ở đây. Rồi tiếp ra nói gì nữa? Em hiền hồ, anh hiền lành. Nói gì nữa? Hiền lành là cái đầu tiên, là cái gì nữa? Thì nói chung dễ nhìn tí. Dễ nhìn là thiếu nha. Em dễ nhìn mà, ai dễ cũng nhìn em được, ai cũng nhìn em được hết. Ai cũng nhìn em được. Vậy thôi à, nhưng mà trừ anh Đức ra. Bạn này đứng thả tim đúng không? Có hát hay. Tại sao? Mồm linh hoạt. Em đoán là hát hay. Mồm linh hoạt ha. Cái này nè, hay, không hay, hay, không hay, hay, không hay, hay, hay. Sao em nói cái gì đi, vô đây hiền queo vậy? Trả lời à. Em nói gì mấy anh chị đi, hay vô đây mấy anh chị làm quá em khớp hả? À, dạ, em cảm ơn mấy anh chị. Ê, biết nói tiếng Việt nè. Em là người Việt ạ, à, người Huế. Em tưởng em người Huế. Thôi em còn đi, em còn cãi cái chuyện đó nữa. Ủa, em là người Huế hả? Dạ. Rồi sao em tới đây cảm giác sao em, nói cho mọi người biết đi. Em tới đây chơi. Ai không biết. Chơi dài nè. Tới chơi giọng ai giọng ai. Đoán mấy anh chị. Ồ vậy hả, nhờ em. Còn không quan tâm gì dưới đây hết luôn á. Chỉ là đoán mấy chung kia thôi. Từ từ. Được giao lưu với mấy anh chị. Em mới giao lưu đó. Dạ. Giang thấy sao Giang? Em nghĩ với những cái nhìn ban đầu, cái mặt của đối diện ống kính là một sự tự tin, mà không phải sự tự tin mà hát lầy nha. Sự tự tin hát hay á, khả năng là cô này hát hay cao. Hiền hồ, em có nghĩ vậy không? À, em cũng vẫn nghĩ vậy đó. À, chị này cũng nói dối à. Bán ve chai. Chị này nhìn tướng đứng cũng tự tin. Mẹ cái tính cách nó cũng giống Miêu Lê hay lạ lạ ha. Nó lại giống người khác đâu, có thử âm này. Ok, à, em giống chị Lê Giang. Em nghĩ là hát cũng ok. Cũng ok. Hát hay đúng không? Hay đúng, đó. Hát hay. Thiên Hồ. Dạ. Bệnh không mỏi ta rồi, yên tâm nha. Giờ nhận xét cho mình cái bà số 4 đó coi. Bạn này đứng thả tim đúng không? Có hát hay. Tại sao? Mồm linh hoạt. Em đoán là hát hay. Mồm linh hoạt ha. Cái này nè, hay, không hay, hay, không hay, hay, không hay, hay, hay. Em ơi, đừng tính cái đó là sai lầm nha em. Chương trình đâu có phải mà tính cho em đơn giản vậy em. Đứng xen kẽ á. Đứng xen kẽ. Trời ơi. Làm như ai cắt cái tóc ngắn đó, cái tính cách nó cũng cỡ cỡ vậy không anh ơi. Em ơi, nhiều khi người ta nói tóc giả già vô cũng y chang vậy hà. Tóc thiệt. Tóc giả thiệt. Dạ, tóc giả thiệt. Giả thiệt. Em thì em thấy nói là... đi Quỳnh. Bạn hát hay đó. Why? Tại sao nhỉ? Em còn không em còn không biết nữa đó. Tôi hoang mang gì đồng đội tôi quá vậy, tại sao hay mà nó hỏi tôi tại sao vậy là sao? Hai cái con người khách mời bữa nay như tựa trên sao quả rớt xuống vậy. Thôi chết thì có giống như hai bên Berlin về bên Amsterdam về kì. Còn là nước nào vậy anh? Amsterdam thủ đô Hà Lan thì vậy. Nước nào? Trời ơi, mẹ không biết luôn. Đây, đứng lên, đứng lên. Đứng lên làm gì vậy? Đứng lên. Ok. Ra lấy xe về đi. Trời đất ơi. Em đi taxi. Sao quen đi taxi? Cái gì? Không cần lấy xe. Sao nó có gì kia chạy? Rồi, thôi mình đi tiếp. Sao? Trường Giang. Nhận xét về anh chàng số 5. Vừa chiếu cái clip của cậu xong thì họ quay qua. Hay đó. Tin em đi. Em kêu là không hay. Cãi lộn đúng rồi. Cãi lộn đúng rồi. Không, đội này đang kết nói chuyện nhẹ nhàng, không cãi nhau. Nói chuyện lịch sự thôi, cái này không hay. Không cãi nhau. Hay đó. Không hay. Hay. Không. Hay. Không. Hay. Không. Hay. Ok, không. Không là không, không em không. Nói bạn rồi. Miêu đi. Một bạn em gái luôn đó. Lần trước gây lộn y chang. Y chang như vậy. Bé nó vừa có cái hành động của y chang vậy đó. Y chang. Anh Giang vừa kêu vuốt tóc đi, bị xịt lịch qua một bên rồi. Giang có nói cái đó không Giang? Nói nào. Vuốt cái tóc này chứ này, vuốt cái tóc này. Ok. Anh sẽ có một phiếu giống em là bạn hát không hay, tại vì anh rất là thích những người có cá tính như em. Nhưng mà hay. Nhưng mà hay thì không? Hay.
Để thôi nhà nói đi, tại em bàn bạc lại xong. Có điểm dừng, có điểm dừng. Em không có chính kiến gì của mình hết. Không phải là không có chính kiến nữa không, mà là phải tôn trọng đồng đội. Không, em anh tôn trọng em, anh theo em, em phải nói là không hay, phải không hay mới được. Hay, còn hát hay. Hát không hay. Đó, đó vậy đi. Tôi khoái cái khẩu hình nhỏ này quá hả? Thôi em cười gì ngờ. Em thì chắc chắn là hát không biết, nhưng mà không phải bắt cá. Chắc chắn là hát không biết nhưng không phải bắt cá là sao? Không biết là hát hay dở, nhưng mà bây giờ phân tích về cái việc bắt cá nha. Không bắt cá được. Cầm lưới vậy nè. Em thấy cái tay gì vậy? Cái tay đó theo em để cầm cái gì? Giờ bỏ qua việc bắt cá, nói về việc hát nè. Chuyên môn à. Vô đi em. Ca sĩ không ai mà cầm dắt cái áo trên vai. Nói ca sĩ, bạn này người thường thôi, hát hay thôi. Đúng. Người thường. Người thường thì cũng không thể nào cầm cái này dắt trên vai được. Được chứ em, có gì đâu, ai cầm? Nào, ai, ai hát cầm? Thử xem, hát xem nào. Hát xem nào. Tự nhiên giờ thách thức người ta ở đây hát xem nào kìa. Không hát, không thể nào đứng tướng đó mà hát được. Ủa, khi mà người ta hát, người ta đâu đứng tướng này. Bây giờ đứng tạo dáng thì thôi, khi mà hát là bỏ áo thì xuống đấy, chứ. Thì đấy, người ta tạo dáng, người ta phải tạo dáng thoải mái, tự tin, đứng dáng đấy mỏi chết. Con bé nó đứng dáng dày nó mới tự tin. Nhưng mà em nói là hát không hay, anh có đồng ý với em không? Đồng ý, ông nội anh cũng dám không đồng ý nữa. Em thì thấy là hình như là bạn hát dòng indie hay underground gì đó đó. Em đó là hát được rap riết luôn đó. Tại sao em nghĩ rằng bạn lại thuộc dòng đó? Nhìn kiểu là rất là tự tin. Và cái hình này gần đây em thấy một số bạn làm bên cái dòng này em thấy là giống. Thì hát hay đó. Hát hay. Thấy không Hiền Hồ? Bên này ý kiến hoàn toàn trái ngược với em nè. Có gì muốn tranh luận với người ta không? Đúng. Anh nói hát hay thì là ý của anh ý. Đúng rồi. Ý của em là hát không hay thôi. Đúng rồi chúng ta. Trời ơi, hai người nói chuyện là cảm cái cảm xúc nó dâng trào lắm. Hai cái con người này mà nói chuyện nhau ha, từ sáng đến tối luôn mới xong được một câu chuyện. Hai đứa nên quen nhau thì các em có bầu chưa? Dạ có bầu rồi, rất xinh. Nhưng mà không phải gu của em. Em có bạn trai chưa? Chưa. Gu em sao? Gu em ai? Anh hả? Gu em là anh hả? Có tiêu chuẩn nhưng mà gặp là thích thôi, chưa có gặp được người thích anh ơi. Mà thường thường là thích cái gì của người ta? Hiền lành. Đây là trí tuệ. Hiền lành, hiền lành. Hiền thì anh Đức là số 1. Anh Đức là hiền nhất ở đây. Rồi tiếp ra nói gì nữa? Em hiền hồ, anh hiền lành. Rồi, hiền lành là cái đầu tiên, là cái gì nữa? Thì nói chung dễ nhìn tí. Dễ nhìn là thiếu nha. Em dễ nhìn mà, ai dễ cũng nhìn em được, ai dễ. Cũng nhìn em được hết. Ai cũng nhìn em được. Vậy thôi à, nhưng mà trừ anh Đức ra. Bức cửa, bức cửa. Em nói tiếp đi. Thì em nói là không hay thôi. Anh thấy sao ạ? Không, ở cái dòng này thì anh lại nghiêng về phía Phan Mạnh Quỳnh. Để bên Phan Mạnh Quỳnh với anh Đức qua ngồi chung cho vui. Được đó. Con trai ai mình cũng đã hát dở rồi hả? Ai biết em đó cho anh đâu đó. Anh nãy giờ em đoán hai người hát dở là con trai rồi anh. Đúng rồi, em đoán hết hai người hát dở rồi đó. Tới cô ông này sẽ là hát hay. Chỉ là đứng xen kẽ nhau vậy thôi đó hả? Không, em đoán theo linh cảm của em. Có nghĩa là ba người con trai mà nãy giờ đoán hai người dở rồi, người này đoán hay đúng không? Tại sao riêng cái ông thọc dừa này thì em cho là hát hay? Thấy khẩu hình kiểu cũng có tâm. Có kiểu tâm. Cũng có lương tâm hát hay á. Có lương tâm mà hát hay ta? Em không biết nữa đó. Ủa, tính ra là những người hát hay là chắc không em có lương sâu tâm lắm á, chắc em sống sâu lắm á. Thì ca. Nhưng mà cậu này hát hay và hát cái nhạc trữ tình nữa nha. Hay á, ông này ca hay đó. Hay á mà nhạc bolero á. Hai cặp môi dày dày. Ông này cái môi ông dày như cái dừa nè. Cái môi dày là phát âm thanh nâng niu nó bấu rồi. Cái gì? Chết đi em, ăn ngán thịt bò lắm nha. Môi cũng dày nè mà sao hát không hay? Do em thôi. Cái môi người ta dày mà người ta ta có vòm họng. Còn em cái mâu dày em đưa cái băng ca ra sao ca hay được. Đại là có nhiều luồng ý kiến trái chiều nhau. Hiền hồ thì thích số 6, nhưng mà hiền lành thì thích số 1. tôi phái chọn cái bà số 3. Thì bây giờ mỗi người một ý kiến, thì giờ mình tấm lại một cái nè. Số 3 người ta đẹp, ta đứng cái tướng mỹ tâm chọn mấy đầu. Không chọn số 3 đó. Mình không chọn số 3. Em cũng theo anh Đức. Rồi hai người theo thì tôi theo luôn. Số 1. Số 1.
người bán cơm gà giống Bảo Anh là hát hay như Bảo Anh. Đúng rồi đó. Trời ơi, sao trời ơi, mặt đáng lẽ con bé phải hát chứ hiền hồ. Đúng rồi. Trời ơi, cái giọng này mà đẩy vô bài của em thì nói làm trời gì nữa. Ơi. Giờ em gái giới thiệu về mình đi. Dạ em tên là Hồ Bảo Thanh Thảo và năm nay em 16 tuổi ạ. Cái gì? Thảo Hồ hả? Dạ Thảo Hồ. Thảo Hồ với hiền hồ. Nè, đáng lẽ chúng ta sẽ được nghe sự kết hợp giữa hiền hồ và Thảo Hồ ở dòng cuối. Nhờ dùng những sự lựa chọn hàm hồ của những con người còn lại mà chúng ta mất hết rồi đó. Everything. Em là Hiền Hồ, là cái hồ là họ hay là cái tên? Em là Hồ Thị Hiền. Không cần hỏi không à, là vừa rồi em chọn bé đó. Em thấy có lỗi lắm. Anh cũng thấy có lỗi với em lắm. Nhưng mà sao? Mạnh mẽ lên. Mọi người tin em. Mọi người tin em mà sao em đẩy người ta về? Tại vì những điều không biết là những người không có lỗi. Em chọn người ta là em có lỗi rồi đó em ơi. Hy vọng là sẽ gặp bạn ở một chương trình khác, có thể đứng chung sân khấu với bạn. Cảm ơn Thảo, tôi đến với chương trình. Cái ban đầu em vẫn nghĩ là bạn đó hát hay mà chương trình để một cái ẩn số rồi đó giấu bạn này. Bạn ra hờ hững lắm. Cái nhạc đó đáng lẽ rất là feel nha. Cái nhạc hồi nãy đó là blue. Bạn đó có thể diễn và feel nhưng bạn đó vẫn không diễn nha. Và nhép rất là hờ hững nhưng mà bạn này hát hay là đó. Tâm lý ngược chúng ta đó. Đúng. Đó, cười kìa, cười kìa. Hay á. Hay, hát hay đó. Nghe. Hiền Hồ lại nói không hay nè, bây giờ sao? Giải thích đi. Sao cưng? Hát không hay. Vì sao? Vì không hát được. Bé sâu sắc nè. Không, theo cái logic của Hiền Hồ là nãy là không hay hay, nhưng mà cái bạn đầu là hay rồi, cho nên bạn này sẽ là không hay đúng không? Đứng xen kẽ đó. Em nghĩ là hát không hay. Thì cho biết lý do đi. Vì có thể là diễn làm bộ hát hay thôi. Làm bộ hát bạn nhép không hề làm bộ hát hay luôn đó. Làm bộ hát nhép đúng anh? Đâu có, nãy làm bộ hát dở mà. À vậy hả? Thì em thấy hát, nói chung là hát không hay. Nói chung là số 2 sẽ là không hay. Nó về chưa? Tới nãy giờ nó nằm đâu? Không, không. Cái này là em nói nghiêm túc nè anh. Nghiêm túc. Em đang nói nghiêm túc. Bạn số 2 không hay. Vì hát không được. Hỏi lại nha. Đúng rồi đó. Ồ, chứ bộ ca hát được mà vẫn hát không hay đó. Được. Cái đó không phải là hát mà là đọc. Thôi. Bé này thiệt là đáo để. Tao Hiền Hồ. Em hồi nãy em chống đối kịch điệt mọi người thì, em cứ cầm thì... cáo chắc đứng như vậy là người hát không hay. Thì bây giờ hát hay. Bây giờ cuộc sống phức tạp quá rồi, anh mình đơn giản thôi. Thì vứt áo xuống là hát hay. Nãy cầm áo đúng không bạn? Đúng không anh? Ai có mặc áo khoác là hát hay hết em? Không, kiểu là kiểu như là trình độ ca hát thể hiện qua cái áo khoác. Không phải chứ sao? Đừng hỏi em nữa. Bây giờ nghe nè, Mr. Phan nói nè. Chuyên môn. À, sau khi mà từ cái áo có vắt lên vắt xuống mà Hiền Hồ đã quy là cuộc sống phức tạp thì em thấy em vẫn giữ quan điểm của mình là bạn hát hay. À, đúng. Hát hay luôn. Bạn Thành sao? Hoàn toàn đã kích ý kiến vừa rồi của hai ca sĩ đã cầm mic lâu năm. Em mới cầm một năm thôi. Xin lỗi chị. Chị nói chung là em thấy ông này. Hỏi đi em, hỏi đi. Anh ở giữa, anh hát một câu chơi nhà. Không được, không hát được. Hỏi thôi. Không hát được hả? Anh làm cái gì vậy? Hồi nãy anh làm hỏi, gì? Hỏi hát dòng nhạc gì? Anh hát dòng nhạc gì? Hết nửa thời gian rồi. Dạ. Nhạc giả. Nhạc giả. Không được câu thôi. Anh cố tình gạt đó. Rồi, em tên là gì? Anh tên gì anh? Dạ. Dâu nói em số 2. Gì kỳ vậy? Em tên gì? Phải trả lời nha. Tên Mỹ. Hết giờ.